Chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn một game bóng đá trên Android, ở game Copa Tone. Thì các bạn có thể thấy cái game này thì nó sẽ mô tả lại là cuộc chiến của những cái nhân vật hoạt hình mà chiến trên sân bóng đá luôn. Đấy, các bạn có thể thấy đây. Đây chúng ta lắp vào màn hình game. Các bạn thấy chúng ta vào được giao diện màn hình game thì nó cho chúng ta một cái không khí rất là sôi động, giống như là cái mùa World Cup đang diễn ra ở Brazil vậy. Và những cái tông màu của nó, các bạn thấy cái tông màu đây cũng rất là giống ở Brazil, chắc là cũng mô phỏng theo kiểu 2014 thôi. Thì tổng quan về cái giao diện này thì các bạn sẽ có phía trên này phần setting. Thì setting của game này thì cũng đơn giản, chẳng có gì cả, chỉ có bật tắt âm thanh hết. Ở dưới này thì các bạn sẽ có một số cái như là link lên Google để chơi xe điểm này. Rồi chúng ta chuyển lên vào chơi luôn. Thì có hai chế độ chơi đó, single player và multi player. Mình sẽ chơi thử single player trước. Thì trong cái chế độ này các bạn sẽ chỉ có 4 đội để lựa chọn. Đây, đội là Adventure Time này, đội Ben 10, Amazing World, Zero Show. Đã chọn đội này nhìn đáng yêu ạ. Thì mỗi cái đội này nó đều sẽ có cái chỉ số sức mạnh, sút bóng này, tốc độ này, truyền này, xoạc bóng khác nhau. Và nó sẽ có hai nhân vật đây, các bạn thấy là Nguyễn Bình chọn là Rách và con chó sẽ chiến đấu. Thì các bạn thấy đấy, đây chính là cái trận đấu chúng ta. Chúng ta sẽ là đội Adventure Time đấu với bọn thằng Ben 10. Đấy, nhìn chưa ạ, bắt đầu trận đấu luôn. Thì cái trận đấu sân khấu, cái sân đấu chúng ta sẽ được ở trên một cái phi thuyền bay giữa không gian. Xong sân đấu chúng ta sẽ ở giữa, nhìn hoành tráng, đông hơn cả World Cup thật luôn. Trên sân đấu thì các bạn chỉ có 5 cầu thủ, 1 thủ môn, 3 cái con hỗ trợ và 1 cái thằng người. Đội nào cũng thế, nhìn giống nhau hãy tàn nhầm. Các bạn thấy đây, đây phần hỗ trợ thì các bạn sẽ có một số cái tip. Giữa nhà tấn công thì các bạn ấn truyền phím A và phím B như nào, ấn giữ phím B để sút mạnh, ấn B hoặc A để thay đổi cầu thủ, và các có thể bàn thắng vàng nữa. Đúng không? Trận đấu những tỷ số hòa, ôi con của mình xấu ấy. Cách chơi rất đơn giản, các bạn sẽ có 2 phút, 3 phút để thi đấu ở phía trên kia và bảng tỷ số. Còn điều khiển thì giống như game bóng đá khác thôi, mặc dù nó đơn giản hơn. Xúc đó, các bạn sẽ có phía bên tay phải của mình để di chuyển, bên tay trái để bên tay trái để di chuyển, bên tay phải để đổi cầu thủ và sút. Thì cái game này thì các bạn sẽ ấn A để truyền, ấn B để sút, ấn B mạnh để sút mạnh, sút nhỏ. Tuy nhiên là cái game này thì sẽ không còn ném biên, không có phạt góc, các bạn sẽ chiến đấu đến cùng trong vòng mấy phút đồng hồ đó. Bởi vì là phía bốn góc tường, bốn góc sẽ là những cái tấm kính để các bạn có thể bóng liên tục thi đấu trong sân. Nói chung là trò này thì nhìn rất là cute, các bạn chơi đã thấy rất là thú vị. Tuy nhiên là nhiều lúc do là các thằng này giống nhau và bấn loạn ấn toàn nhầm. Và sút của nó thì chẳng có kỹ thuật gì cả, các bạn chỉ có được đơn giản là canh góc xong ấn B thật mạnh thôi. Trò này nó còn một cái trò nữa là các bạn, nếu mà các bạn đuổi theo được nó, ấn B nhiều nhiều thì nó sẽ xoạc. Mà xoạc nhiều thì có đánh nhau luôn. Thì đây là một game mà mình nghĩ là đây game phi thể thao này. Toàn những cái con như không phải người nào với nhau mà không có trọng tài. Đánh nhau lạ xạ trên sân luôn. Kinh nữa. Mọi hôm mình đá toàn ghi mấy chục bàn, cũng hay ghi được mỗi bàn. Trong cái phần multiplayer thì các bạn sẽ có thể chọn những cái khu vực chơi của mình, cũng như là kiểu chọn cái đất nước để mình tham gia. Tuy nhiên ở trong này thì không Việt Nam, may quá không có gặp tàu cựa luôn. Thôi, bài giới thiệu game Copa Tone 2014 của mình đây hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.